Đây là ngày thứ ba của Vietnam International Fashion Week rồi. Thì Hà rất là vui và không khí ở nơi đây mọi người đã thấy rồi. Thì rất là đông và vui. Rất là nhiều những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Đêm rất là vui và cũng có cơ hội gặp nhiều người bạn ở đây nữa. Phạm Minh rất là háo hức vì mỗi mùa Vietnam International Fashion Week thì đều mang đến cho khán giả những điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là những phần trình diễn rất là độc đáo của các nhà thiết kế tên tuổi tại Việt Nam và cũng như là tới từ nước ngoài. Xung quanh luôn luôn là một không khí rất tuyệt vời, rất sôi động và tất cả những bộ trang phục đều đẹp để chào mừng những dịp chúng ta được hội ngộ. Quyên rất là vui được tham gia. Và hôm nay thì Hà mặc bộ trang phục của Claret Giang Lê. Hà rất là mong đợi để xem những bộ sưu tập mới nhất của Claret Giang Lê như thế nào và hy vọng là em sẽ thành công trong buổi tối ngày hôm nay. Chị đang khoác trên mình một bộ trang phục rất sexy và đẳng cấp của thương hiệu thời trang 21SIX. Và chị xin chúc cho đêm diễn của 21SIX được thành công, rực rỡ. Giang mong là ngày hôm nay thì Hà Linh Tư sẽ có một buổi diễn rất là thành công. Và cũng như là Vietnam International Fashion Week mùa năm nay sẽ rất là thành công, rực rỡ và được mọi người luôn luôn yêu mến, ủng hộ cũng như là mong chờ mỗi năm. Rất mong chờ bộ sưu tập của Đỗ Long, đó là một cái rất quý vị. Và anh cũng chúc cho Đỗ Long bộ sưu tập mang đến cho khán giả những cái sự mãn nhãn và mang đến sự thành công, góp phần thành công cho Vietnam International. Xin chúc cho show diễn ngày hôm nay sẽ thành công và khán giả sẽ nhiệt tình ủng hộ cho tất cả các nhà thiết kế.